Vừa qua, bé Kari Everick, 11 tuổi, đại sứ nhỏ tuổi nhất của làng trẻ SOS Thế Giới, đã cùng các bạn trẻ thiếu nhi, làng trẻ SOS Đà Nẵng và hơn 100 bạn sinh viên hát vang bài quốc ca Việt Nam tại Đà Nẵng. Đây là hoạt động của chương trình 80 bài hát quốc ca kết nối trái tim, không chỉ để gây quỹ từ thiện mà còn nỗ lực mang đến tác động tích cực tới xã hội, cổ vũ tinh thần đoàn kết, yêu thương không khoảng cách của thiếu nhi thế giới, kết nối tình hữu nghị của các dân tộc. Hành trình 80 bài quốc ca kết nối trái tim khởi động từ ngày 10 tháng 11 năm 2015 từ Canada và tới Đà Nẵng, Việt Nam là điểm đến thứ 31. Trong hành trình vòng quanh thế giới, cô bé sẽ hát những bài quốc ca của các nước mà cô bé ghé thăm bằng ngôn ngữ bản địa cùng với các bạn nhỏ nước sở tại.